Bên trái của nhà ăn là cái gì? Hãy nghe từ bên phải. Biên. Âm Hán Việt là hữu biên. Bên trái, bên phải.左边右边。Bên phải tôi. 我右边。Cái tòa nhà mà bên phải. 右边的楼 là tòa nhà bên phải phải không? 是右边的楼吗? Không phải là tòa nhà mà ở bên trái. 不是左边的楼。 Hãy thử nói ở bên phải của bạn. 在你的右边。 Tôi ở bên phải của bạn. 我在你的右边。 我在你右边。 Cảm ơn. 谢谢。 Không cần cảm ơn. 不用谢。 Hay nói bạn quen. 你认识 người ở bên trái. 左边的人 người ở bên trái David. 大卫左边的人 大卫左边的人。 Bạn quen người ở bên trái David không? 你认识大卫左边的人吗? 你认识大卫左边的人吗? Bạn có biết thầy giáo ở bên phải là ai không? 你知道右边的老师是谁吗? 你知道右边的老师是谁吗? Bạn có quen phóng viên ở bên trái tôi không? 你认识我左边的记者吗? 你认识我左边的记者吗? Hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. 卫生间在哪儿? 卫生间在哪儿? Vệ sinh gian tại xu sở ở bên bên mà? Vệ sinh gian tại xu sở ở bên bên mà? Học sinh Giả biết thư viện ở đâu mà? Học sinh Giả biết thư viện ở đâu mà? Học sinh Yi biết thư viện ở đâu mà? Học sinh Yi biết thư viện ở đâu mà? Mã Ly biết thư viện ở đâu mà? Mã Ly biết thư viện ở đâu mà? Học sinh Yi biết教学楼在哪儿吗? Học sinh Yi biết教学楼在哪儿吗? Thư viện在宿舍楼的东边吗? Thư viện在宿舍楼的东边吗? Bài học hôm nay đến đây là hết.